Xin chào các bạn đã quay trở lại với review. Hôm nay nhóm có một cái sản phẩm đó là mạch cảm ứng điện dung MPR121. Đây. Đây là mạch cảm ứng điện dung. Thì cái mạch này nó có tính năng là tạo các phím điều khiển cảm ứng điện dung, công tắc cảm ứng điện dung. Thì nó sẽ giao tiếp với vi điều khiển qua chân I2C. Thì cái module này sẽ hoạt động ở điện áp 3,3V. Mạch có 12 ngõ vào. Đây, 12 ngõ vào. Đây là chuyển giao tiếp với vi điều khiển. Đây là 12 ngõ vào. Thì trong đó có 8 thân có thể điều khiển led. Thì đây, từ chân 4 đến chân 11. Từ chân 4 đến chân 11 là các bạn có thể điều khiển led được. Các bạn lập trình cái vi điều khiển để điều khiển led. Thì nó sẽ giao tiếp IIC với vi điều khiển Arduino. Thì ở đây hôm nay mình có một cái sản phẩm ứng dụng với cái MPR121 này. Đấy là mình sẽ chế tạo một bộ và là mình tạo gọi là cái piano. Đây. Piano. Thì mình sẽ có dùng đánh đàn piano với cái module này. À, thì bây giờ mình sẽ tiến hành thử test với module này. Đấy, âm thanh này. Do re mi fa sol la si đâu đấy các bạn này. Bây giờ mình sẽ thử đánh với bài một con vịt đấy. Mình đánh này. Như bạn thấy không, mình đánh bằng một con vịt, các bạn nghe thấy rất hay không? Nó có thể xem các cái hợp âm trên mạng các bạn có thể đánh theo được. Thì chỗ này mình sắp xếp nó không hợp lý cho lắm, các bạn sắp xếp lại, thiết kế sắp xếp lại thì nó sẽ hợp lý hơn. Đây là cái ứng dụng của mình. Video của mình xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong một video khác. Hãy like và comment ý kiến của bạn ở phía dưới. Và hãy subscribe kênh, chia sẻ kênh với bọn mình. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.